Xin chào các bạn đã quay lại với Techmag. Trong bản tin Technews ngày 11 tháng 10 sẽ có những nội dung chính như sau: lộ diện thiết kế mới của chiếc Galaxy S11, iOS 13.2 Beta 2 được Apple ra mắt với nhiều tính năng mới, Xiaomi đưa siêu phẩm chụp ảnh mới đến Việt Nam, nữ thần tượng Nhật Bản bị tấn công tình dục do hình ảnh selfie. Samsung đã giới thiệu chiếc smartphone đầu tiên của công ty với camera nút ruồi hồi tháng 12, nhưng với sự xuất hiện của Galaxy S10 vào tháng 2 thì thiết kế này cuối cùng cũng đã trở thành một xu thế của làng di động. Năm tới thì công ty Hàn Quốc dự kiến sẽ sử dụng một phiên bản tinh chỉnh của bố cục camera này trên chiếc Galaxy S11. Theo phát hiện của Tiger Mobile, Samsung gần đây đã được văn phòng sở hữu trí tuệ của Hàn Quốc cấp bằng sáng chế liên quan tới một thiết kế đục lỗ đủ lớn để kết hợp 3 cảm biến ở mặt trước của chiếc smartphone. Năm nay thì Galaxy S10 Plus sở hữu 2 camera kép, nhưng mà sẽ là sự hợp lý hơn nếu như Samsung gia tăng số lượng cảm biến trên thiết bị cao cấp trong năm tới để vượt qua các đối thủ của mình. Như vậy thì có khả năng Samsung sẽ giữ lại 2 loại cảm biến trên Galaxy S11 và bổ sung thêm camera cúp siêu rộng tương tự như là trên Google Pixel 3 hoặc là cảm biến cử chỉ chuyên dụng như là trên Huawei Mate 30 Pro. Bằng sáng chế này cũng cho thấy các viền màn hình cũng được thiết kế mỏng ấn tượng. Đây là điều mà người ta mong chờ về chiếc Galaxy S11. Không giống như Apple, Samsung thực hiện các cải tiến cho thiết kế của mình mỗi năm, ngay cả với những thay đổi chỉ là tối thiểu nhất. Tuy nhiên thì cần phải lưu ý rằng sáng chế này chưa thể đảm bảo việc là Samsung sẽ sử dụng bố cục 3 camera selfie trên chiếc Galaxy S11. Nếu như Galaxy S11 Plus có 3 camera selfie ở mặt trước thì nhiều khả năng phiên bản Galaxy S11 thông thường sẽ được trang bị camera kép. Trong khi đó thì phiên bản Galaxy S11e nhỏ hơn và rẻ hơn cũng sẽ được trang bị một camera selfie. Dự kiến dòng Samsung Galaxy S11 sẽ được công bố tại sự kiện Unpack độc lập vào ngày 18 tháng 2, tức là trước thềm MWC 2020, bao gồm các phiên bản là Galaxy S11, S11 Plus và S11e. Hồi sáng ngày 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, thì Apple đã chính thức tung ra bản beta thứ 2 của iOS 13.2. Bên cạnh việc sửa lỗi những phiên bản trước, thì bản cập nhật lần này còn mang đến một vài những tính năng mới và những thay đổi nhỏ trong giao diện. Cụ thể thì những người dùng có thể gõ cài đặt nhanh các ứng dụng trên màn hình chính hay là tạo ra nhiều emoji mới, cho phép người dùng lựa chọn cũng như là thay đổi màu da của từng người. Đặc biệt thì sau vụ lùm xùm liên quan tới việc là Apple nghe lén người dùng qua các bản ghi âm của Siri thì iOS 13.2 Beta 2 bổ sung thêm tính năng là cho phép người dùng xóa lịch sử các phiên bản ghi âm Siri trên máy chủ của Apple. Ngoài ra thì người dùng cũng có thể tùy chọn không gửi bản ghi âm giọng nói khi mà sử dụng Siri trên máy chủ của Apple. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc là người dùng có quyền từ chối, không tham gia vào chương trình cải thiện Siri mà Apple đã đề ra. Và tính năng cuối cùng mà phiên bản iOS 13.2 Beta 2 mang đến cho người dùng là nhằm làm hài lòng các đối tượng chuyên nghiệp. Giờ đây thì người dùng đã có thể thay đổi độ phân giải và khung hình video ngay trên ứng dụng camera, thay vì là phải vào phần cài đặt như là trước kia. Chỉ tiếc rằng tính năng này chỉ có mặt trên những chiếc iPhone mới nhất là iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Hôm qua ngày 10 tháng 10, Xiaomi đã chính thức trình làng bộ 3 điện thoại mới tại thị trường Việt Nam, bao gồm Redmi 8, Redmi Note 8 và Redmi Note 8 Pro. Trong đó, Redmi Note 8 Pro sở hữu màn hình 6.53 inch Full HD, thiết bị trang bị bộ vi xử lý 8 nhân MediaTek Helio G90T, cùng với đó là cấu hình RAM 6GB bộ nhớ trong 64GB hoặc là RAM 6GB bộ nhớ trong 128GB. Máy sở hữu viên pin lớn 4500mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 18W. Redmi Note 8 Pro sở hữu 4 camera sau với độ phân giải lần lượt là camera chính có độ phân giải 64MP, một camera cúp siêu rộng 8MP, một camera macro 20MP, một camera đo độ sâu trường ảnh 20MP và ở mặt trước thì là camera selfie 20MP được tích hợp AI. Redmi Note 8 thì sở hữu màn hình có kích thước là 6.3 inch, thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất từ người tiền nhiệm là Redmi Note 7. Chiếc điện thoại này cũng sở hữu 4 camera với camera chính là 48MP, một camera gốc siêu rộng 80MP, camera macro 20MP và camera 20MP để đo độ sâu trường ảnh. Ở mặt trước thì là camera selfie có độ phân giải là 13MP. Máy sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 665 cùng với nhiều tùy chọn bộ nhớ và viên pin có dung lượng là 4000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 18W. Cuối cùng là Redmi 8 sở hữu màn hình giọt mưa có kích thước là 6.22 inch HD+, sử dụng con chip là Snapdragon 439,
cụm camera kép có độ phân giải là 12 megapixel và 20 megapixel ở mặt lưng, cùng với đó là camera selfie có độ phân giải là 8 megapixel. Máy sở hữu viên pin lên tới 5000 mAh, có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 18W. Mức giá của bộ ba sản phẩm Redmi 8, Redmi Note 8 và Redmi Note 8 Pro các bạn có thể tham khảo ở trên màn hình video. Ngoài ra, tại sự kiện ra mắt hôm qua, Xiaomi cũng đã giới thiệu tại thị trường Việt Nam những sản phẩm mới của họ như là máy lọc không khí hoặc là máy bơm điện cầm tay. Một người đàn ông Nhật Bản bị buộc tội rình rập và tấn công tình dục một ngôi sao nhạc pop. Người đàn ông này nói với cảnh sát rằng anh ta chỉ định vị cô qua hình ảnh phản chiếu trong mắt của nữ ca sĩ. Cụ thể thì sự việc như sau. Nghi phạm đã nói với cảnh sát rằng sau khi anh ta phóng to hình ảnh đôi mắt của cô ta thì trong bức ảnh selfie mà cô ta đăng lên mạng, anh ta đã sử dụng Google Street View để xác định được nhà ga được phản chiếu trong ánh mắt của cô ca sĩ. Sau đó thì người đàn ông này đã đợi ở nhà ga cho đến khi nhìn thấy nạn nhân và theo cô đến nhà riêng vào đêm ngày 1 tháng 9 và thực hiện hành vi quấy rối, gây ra nhiều vết thương trên mặt của nữ ca sĩ. Sau khi bị bắt giữ, kẻ đeo bám này đã nói với cảnh sát rằng mình là fan lớn của nữ ca sĩ 21 tuổi này. Anh ta còn cho biết đã nghiên cứu các video mà người phụ nữ này quay trong căn hộ của mình, xem xét các chi tiết như là vị trí cửa rèm nè, hay là hướng ánh sáng tự nhiên lọt vào để xác định chính xác khu vực của cô nàng. Theo BBC, thì vụ việc đã làm dấy lên một mối lo ngại về rủi ro cho người dùng mạng xã hội khi đăng tải những bức ảnh có độ chi tiết cao để ghi lại cuộc sống của họ. Đây rõ ràng là một loại hình tấn công nghiêm trọng trong vài năm trở lại đây. Hình thức này đã diễn ra hàng loạt vào những người nổi tiếng như thế này. Vụ việc này còn là một lời cảnh tỉnh và cho thấy sức mạnh của công nghệ bên trong những chiếc điện thoại mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày và cách nó có thể bị lợi dụng để chống lại chủ nhân của chính nó. Vừa rồi là những thông tin có trong bản tin Tech News ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Nếu cảm thấy video này là thú vị thì các bạn hãy nhớ chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube của Techmart để xem nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.